Nội dung trên hóa đơn giá trị gia tăng ngày 12 tháng 1 và căn cứ vào họ và tên người mua hàng và các thông tin ở trên thể hiện đối với công ty dịch vụ bảo vệ Việt Á. Do đó, chúng ta sẽ phản ánh hạch toán hóa đơn bán hàng số 241 với doanh thu của mảng dịch vụ bảo vệ theo hợp đồng số 15 đối với công ty cổ phần ẩm thực. Với một hóa đơn bán hàng thì chúng ta sẽ phải xác định công nợ phải thu hoặc thu ngay bằng tiền mặt đối với khách hàng nào. Và căn cứ vào nội dung để chúng ta phản ánh đúng vào doanh thu. Trường hợp công ty thuộc 3 mảng sản xuất thương mại dịch vụ, các bạn sẽ phải xác định được đó là doanh thu của mảng hàng hóa, doanh thu của bán thành phẩm hay doanh thu của mảng dịch vụ để phản ánh đúng vào tài khoản doanh thu và giá vốn cho phù hợp. Với các mặt hàng mà doanh nghiệp mua về không qua khâu sản xuất, trực tiếp bán cho khách hàng, thì chúng ta sẽ phản ánh vào doanh thu của bán hàng hóa, tài khoản 5111 và giá vốn 6321. Còn với các sản phẩm được sản xuất ra, chúng ta sẽ phản ánh vào tài khoản 5112 và 6322, doanh thu giá vốn của bán thành phẩm. Còn đối với doanh thu của mảng dịch vụ, chúng ta sẽ đưa vào tài khoản 5113. Và đặc biệt là doanh thu của mảng dịch vụ phản ánh giá vốn khi thực hiện tính giá thành trong phần nghiệm thu công trình và phản ánh giá vốn vào tài khoản 6323. Do đó, trước khi thực hiện hạch toán, các bạn sẽ phải xác định được chúng ta đang phản ánh doanh thu của mảng nào để đưa vào đúng tài khoản doanh thu chi phí cho phù hợp. Với công ty dịch vụ bảo vệ Việt Á, chúng ta chỉ có doanh thu của mảng dịch vụ được đưa vào tài khoản 5113, các bạn sẽ phản ánh với bốt toán nợ cho tài khoản 131 làm tăng công nợ phải thu của khách hàng do hình thức thanh toán ở đây là bằng chuyển khoản. Treo trên công nợ phải thu của khách hàng, số tiền phải thu là 31.900.000 đồng. Có cho tài khoản 5113 làm tăng doanh thu của mảng cung cấp dịch vụ, số tiền là 29 triệu đồng. Và có cho tài khoản 33311 phản ánh thuế giá trị gia tăng phải nộp là 10%. Phản ánh giá vốn khi thực hiện việc tính giá thành, đưa vào bên nợ của tài khoản 6323 giá vốn của mảng cung cấp dịch vụ. Có cho tài khoản 154 tập hợp toàn bộ các chi phí đầu vào liên quan đến dịch vụ bảo vệ được phản ánh vào bên nợ của tài khoản 154 thì khi thực hiện nghiệm thu công trình chúng ta sẽ tập hợp lại và đưa vào bên có của tài khoản 154, phản ánh giá vốn của mảng dịch vụ. Như vậy, căn cứ vào hóa đơn mua vào số 241, chúng ta sẽ vào phần hệ bán hàng, chọn chứng từ bán hàng hóa. Và lần lượt hạch toán theo trình tự, chọn một nhỏ bán hàng hóa dịch vụ trong nước. Và lưu ý, với chứng từ bán hàng của mảng dịch vụ thì các bạn phải nhớ bỏ tích kiêm phiếu xuất kho để phần mềm bỏ phiếu xuất kho và bỏ phản ánh giá vốn. Bởi các chi phí đầu vào của mảng dịch vụ bảo vệ chúng ta không có thực hiện nhập kho. Và giá vốn của mảng dịch vụ sẽ được thể hiện ở phần tính giá thành nghiệm thu công trình. Do đó chúng ta cũng không cần phản ánh giá vốn trong phần chứng từ bán hàng, mà các bạn chỉ cần tích vào kiêm phiếu xuất kho đối với xuất bán hàng hóa và thành phẩm, tích chọn hình thức chưa thu tiền, trên chứng từ ghi nợ điền thông tin của khách hàng công ty cổ phần ẩm thực. Và sửa lại phần diễn giải, dịch vụ bảo vệ theo hợp đồng số 15. Sửa lại ngày hạch toán căn cứ theo hóa đơn bán hàng, ngày 12 tháng 1 năm tài chính. Phần mềm sẽ tự động cập nhật toàn bộ các thông tin sang phần tab hóa đơn. Do đó các bạn lưu ý, không vào tab hóa đơn để điền thông tin của khách hàng. Phần mềm sẽ không hiểu để chuyển dữ liệu trong chứng từ ghi nợ. Do đó các bạn phải nhớ thực hiện hạch toán đi từ trái sang phải và điền hóa đơn số 241. Ngày 12 tháng 1, kiểm tra lại toàn bộ thông tin chung. Và số phần một nhỏ ở phần mã hàng tích vào phần mũi tên nhấn dấu cộng để chúng ta khai báo một mã liên quan đến doanh thu của mảng dịch vụ. Với phần tên, các bạn sẽ phản ánh chi tiết là doanh thu của mảng dịch vụ bảo vệ. Tính chất các bạn sẽ chọn là dịch vụ. Với khai báo
Doanh thu thì chúng ta sẽ cần phải lưu ý đến tài khoản doanh thu và giá vốn là tài khoản 5113 doanh thu của mảng cung cấp dịch vụ và giá vốn là 6323 giá vốn của mảng dịch vụ. Thuế suất căn cứ theo hóa đơn bán ra là 10%. Sau đó các bạn sẽ nhấn cất. Kiểm tra lại toàn bộ các bút toán phản ánh doanh thu, nợ cho tài khoản 131, có cho tài khoản 5113 và có cho tài khoản 33311. Chúng ta sẽ điền tổng số tiền 29 triệu đồng. Sang phần 2 nhỏ tab thuế, kiểm tra lại phần trăm thuế suất và lưu ý với tài khoản thuế giá trị gia tăng các bạn sẽ không được sửa và thay đổi lại để tránh trường hợp không lên tờ khai. Lưu ý với doanh thu của mảng dịch vụ thì các bạn phải luôn có mã công trình đi kèm. Do đó sang phần 3 nhỏ phần công trình, chúng ta sẽ tích vào phần mũi tên, nhấn dấu cộng và thực hiện việc khai báo mã. Ở đây chúng ta sẽ thực hiện việc khai báo các mã công trình theo từng hóa đơn. Doanh thu của mảng dịch vụ của hóa đơn bán hàng số 241. Tên các bạn sẽ phản ánh doanh thu của mảng dịch vụ hóa đơn số 241 và các bạn sẽ nhấn cất. Tương tự với các hóa đơn bán hàng khác, chúng ta sẽ căn cứ chọn mã công trình theo số hóa đơn để phản ánh doanh thu cũng như chi phí. Và kiểm tra lại toàn bộ nội dung tổng số tiền cuối cùng 31.900.000 đồng. Thực hiện đúng rồi thì các bạn sẽ nhấn cất để hoàn thành nghiệp vụ. Và để kiểm tra lại chứng từ đã hạch toán, các bạn sẽ vào phân hệ bán hàng, chọn tab bán hàng, chọn lại số kỳ và nhấn lấy dữ liệu. Kiểm tra lại toàn bộ các nội dung. Với trường hợp hạch toán sai thì chúng ta sẽ click trực tiếp vào nội dung đó, nhấn bỏ ghi và nhấn sửa để sửa lại các nội dung. Và lưu ý với doanh thu của mảng dịch vụ sẽ luôn được phản ánh vào tài khoản 5113 và phải luôn có mã công trình đi kèm để khi thực hiện tính giá thành, phần mềm sẽ căn cứ vào mã công trình tự động cập nhật lên. Còn trong trường hợp khi các bạn khai báo mã doanh thu của mảng dịch vụ không phản ánh vào tài khoản 5113 và để sửa lại tránh trường hợp các hóa đơn sau chúng ta đưa vào không đúng tài khoản doanh thu thì các bạn sẽ vào phân hệ vật tư hàng hóa và tìm lại mã đã khai báo doanh thu của mảng dịch vụ bảo vệ để sửa lại phản ánh đúng vào tài khoản doanh thu, sau đó các bạn sẽ nhấn cất. Như vậy tôi vừa hướng dẫn cho các bạn thực hiện hạch toán hóa đơn bán hàng số 241 với doanh thu của mảng dịch vụ trên phần mềm kế toán Misa.